Xin chào các bạn. Và trong cái ngày hôm nay tôi sẽ xin chia sẻ tiếp theo của cái phần 2 về bệnh tiểu đường. Thì tiểu đường như chúng ta đã biết nó có hai loại, đó là loại tiếp 1 và loại tiếp 2. Loại tiếp 1 là cái loại bạn phải lệ thuộc vào insulin. Và đa phần cái người bị bệnh tiểu đường loại tiếp 1 đấy thì đều phụ thuộc vào insulin. Điều này sẽ theo bạn suốt cả cuộc đời, bác sĩ nói với bạn như thế. Đúng không? Nhất là trẻ em. Nghĩa là trong suốt cả cuộc đời, bất cứ khi nào bạn cần ăn thức ăn thì bạn cần phải tiêm insulin tương đương với cái lượng thức ăn mà bạn ăn vào đấy. Số lượng insulin này sẽ bằng với cái mức tiêu hóa thức ăn trong trong cơ thể của bạn. Bởi vì chúng ta biết rồi, đối với bệnh tiểu đường tiếp 1 thì tuyến tụy ấy, nó không thể tự sản xuất ra insulin được. Đấy, các tế bào sẽ bị chết nếu như không được cung cấp bởi cái nhà máy sản xuất insulin, đúng không? Nó sẽ chết. Và nghĩa là cơ thể chúng ta không có đủ khả năng để sản xuất ra insulin cần thiết. Không đủ khả năng sản xuất insulin cần thiết nhé. Nó vẫn sản xuất được một số ít nhưng mà không đủ thôi. Ok. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là bất cứ khi nào bạn ăn, bất cứ khi nào bạn uống, bạn tiếp thu, bạn tiêu hóa cái chất gì đó vào cơ thể của chúng ta thì bạn cần phải tiêm một lượng insulin tương đương với nó. Câu hỏi được đặt ra là cái loại tiếp 1 này có được chữa được hay không? Câu trả lời là có thể làm được và làm được rất tốt nữa. Vậy thì làm cách nào để cơ thể có thể tự sản xuất được ra insulin được? Đấy, nếu như mà cơ thể của tôi chẳng hạn mà không tự sản xuất ra insulin thì làm sao để có thể chữa khỏi được cái căn bệnh tiểu đường này? Ok. Đấy, nếu bạn vẫn phụ thuộc vào insulin thì căn bệnh của bạn sẽ theo bạn suốt cả cuộc đời và bạn sẽ chết nếu như mà thiếu insulin. Điều này cũng giống như các tế bào ở bên trong cơ thể của chúng ta vậy. Nhưng các tế bào ở bên trong cơ thể của chúng ta nó có khả năng là tự tái tạo được này. Ví dụ tế bào da, tế bào máu. Và hàng ngày, hàng triệu tế bào có trong da, có trong máu hay những chỗ còn lại ở trong cơ thể của chúng ta bị chết đi và nó sẽ được thay thế bởi những cái tế bào mới. Có đúng không? Đấy. Cũng tương tự như vậy, cơ thể của chúng ta sẽ có thể biết được và thay thế các tế bào đó. Bạn sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể làm sao và làm như thế nào để cơ thể sẽ cung cấp cho tế bào. Điều này có nghĩa là bệnh nhân tiểu đường tiếp 1 có thể hoàn toàn thoát khỏi nếu như họ có một cái lối sống tốt, nếu như họ có được ăn uống theo một cái chuẩn mực về chất dinh dưỡng. Đấy. Đôi lúc thì cần phải có một vài điều kiện. Khi bạn cần phải cung cấp một lượng chất dinh dưỡng mà cơ thể được tích hợp các nhóm tế bào cụ thể. Và dĩ nhiên là tiểu đường có thể thoát khỏi, tiểu đường tiếp 1 hoặc tiểu đường tiếp 2 thì đều có thể thoát khỏi nó cả. Đấy. Và chúng ta cần phải để ý rằng tiểu đường tiếp 1 thì thường nhất gặp nhất là gì? Là trẻ em. Ok. Những đứa trẻ có đường huyết cao thì chúng sẽ được bác sĩ chỉ định là gì? Đó là chúng sẽ được chỉ định tiêm insulin hàng ngày. Và cơ thể bắt đầu tiêm insulin đó. Vì cơ thể thường xuyên tiêm insulin cho nên là chức năng của tuyến tụy sản sinh ra insulin ấy nó sẽ bị thoái hóa dần đi. Nó sẽ bị vì sao như thế? Vì tuyến tụy của chúng ta khi nó phát hiện có insulin vào, đúng không? Thì lúc này tuyến tụy nó sẽ bắt đầu giảm lượng insulin cần thiết đi. Đấy. Và điều này có nghĩa là những đứa trẻ đó khi lớn lên thì tuyến tụy của chúng sẽ không hoạt động được nhiều nữa. Tuyến tụy sẽ ngày càng bị nhỏ đi sau 5-10 năm chúng ta tiêm insulin vào. Đúng không? Với phương pháp dinh dưỡng, với phương pháp thay đổi cách sống, thay đổi lối sống thì những đứa trẻ đó chỉ cần tiêm một lượng nhỏ insulin thôi
khoảng 10% lượng insulin mà chúng sẽ cần tiêm hàng ngày thôi là có thể duy trì được cuộc sống của chúng, đúng không? Và cái điều này không phải vì là không sản xuất được insulin đâu, đúng không? Mà đang loại bỏ dần những insulin được tích tụ trong 5-10 năm qua của cái bệnh nhân này. Vì sao như thế? Vì tuyến tụy của anh ta là không có cơ hội hoạt động trong cái thời gian dài, nghĩa là trong cái khoảng thời gian mà anh ta sinh ra, anh ta được tiêm insulin ấy, thì tuyến tụy là nó hoạt động kém rồi. Đấy, chúng ta phải kích hoạt nó. Đấy. Do vậy chúng ta cần phải cung cấp một cái nguồn dinh dưỡng mới. Chúng ta cần phải sử dụng thức ăn chính là thuốc. Và căn bản của cái việc chữa trị này là thức ăn chính là thuốc. Nghĩa là bệnh nhân tiếp 1 không cần phải duy trì một lượng nhỏ insulin tiêm từ bên ngoài vào nữa sau một khoảng thời gian điều trị bằng thức ăn, bằng chế độ dinh dưỡng, bằng lối sống, đúng không? Và trong một khoảng thời gian dài họ không cần phải tiêm insulin nữa trong suốt cả cuộc đời. Đấy, họ không cần phải chung sống hòa bình với bệnh tiểu đường nữa. Và bạn cần phải hoàn toàn bạn và một điều là bạn hoàn toàn có thể thoát khỏi tiểu đường bất cứ khi nào bạn muốn. Vậy thì có những cái sai lầm nào phổ biến khi mà chúng ta chữa trị bệnh tiểu đường? Đấy, đó là có những cái sai lầm sau đây này. 4 sai lầm sau đây các bạn phải ghi nhớ này. 1, đó là ăn đồ ngọt thì có thể bị bệnh tiểu đường. Điều này không đúng, điều này là sai. Bởi vì ví dụ như là xoài chẳng hạn, thì xoài có khả năng là kiểm soát đường huyết của chúng ta rất tốt. Nó là chất ngọt đúng không? Nhưng mà kiểm soát đường huyết rất tốt. Đối với cách chữa bệnh bằng chế độ dinh dưỡng thì bạn có thể ăn một chĩa trái cây ngọt như là mít, xoài, chuối mà không cần phải lo về vấn đề tiểu đường. Đấy, nếu bạn là một bệnh nhân tiểu đường thì bạn có thể ăn rất nhiều loại trái cây, đặc biệt là trái cây tươi và ngọt. Ok. Đấy, vào buổi sáng sớm. Đấy, càng nhiều loại trái cây khác nhau thì càng tốt cho cơ thể của chúng ta. Đấy, và nó càng nhiều loại trái cây khác nhau thì càng tốt cho việc chúng ta thoát khỏi bệnh tiểu đường, chứ không phải là ăn nhiều đồ ngọt là bị tiểu đường. Đấy, đó là cái sai lầm. Nhớ nhá, ăn đồ ngọt tốt cho bệnh tiểu đường, đặc biệt là trái cây tươi ngọt. Nhưng mà nếu mà chúng ta ăn đường tinh luyện chẳng hạn, đường hóa chất chẳng hạn, thì nó là không tốt. Bởi vì sao? Bởi vì nó không phải là đường từ thiên nhiên mà nó là đường hóa chất. Cái sai lầm thứ hai, tiểu đường là một cái bệnh di truyền. Tiểu đường là bệnh di truyền. Nó có phải là bệnh di truyền hay không? Đó là không phải nhá. Tiểu đường không phải là một loại bệnh di truyền, mà nó chỉ là do lối sống của chúng ta gây nên. Những người mà ăn một cách vô tội vạ này, đấy, họ ăn những cái đồ ngọt tinh chế này, đấy, không phải tự nhiên đấy. Đấy, những bạn mà ăn đồ ăn không hợp vệ sinh này, hoặc là ăn ít củ quả tươi sống này, thì bạn chắc chắn dễ dàng mắc bệnh tiểu đường. Hay là những người sử dụng thuốc trong một khoảng thời gian quá dài. Đấy, có những người là sử dụng trong vòng 6 tháng là đã bị rồi. Nhưng mà có những người sử dụng trong vòng 3-5 năm thì mới bị mắc bệnh tiểu đường. Ok. Đấy, thì bạn sẽ làm rối loạn. Việc mà chúng ta sử dụng thuốc trong thời gian dài ấy, thì bạn sẽ làm rối loạn hoặc là ngăn chặn cái hormosis ở trong cơ thể của chúng ta, ở trong cái đường huyết, đúng không? Cái yếu tố cuối cùng ở đây đó là béo phì có bị bệnh tiểu đường hay không. Chúng ta hay thường được báo chí nhắc đến là béo phì là bị bệnh tiểu đường. Đấy, đó là cái sai lầm. Béo phì không có nghĩa là bạn bị bệnh tiểu đường. Định nghĩa trên không được đúng hoàn toàn đâu các bạn. Béo phì không nghĩa là bạn bị tiểu đường. Bởi vì sao? Bởi vì có hai loại nhóm bệnh nhân này. Theo thí nghiệm của các tiến sĩ
các bác sĩ ở nước ngoài thì là một nhóm bệnh nhân bị bệnh tiểu đường, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà dùng dùng thuốc đấy, thì bạn thấy họ là cần phải tăng một vài kg. Ở đây là bệnh nhân bị tiểu đường type 2 đấy nhá. Mặt khác, ở đối với các bệnh nhân tiểu đường type 1 thì tiểu đường ví dụ như ở trẻ em ấy thì cần phải sử dụng liệu pháp là tiêm insulin vào, đúng không? Và nó phụ thuộc vào insulin cả đời, thuộc về insulin cả đời. Cái số này nó lại sao? Số type 1 này cần tiêm insulin cả đời nó lại sao? Nó cần phải giảm một vài cân đi, đúng không? Trẻ con khi bị mắc bệnh tiểu đường thì cần phải giảm cân để thon gọn hơn, để nó ốm hơn. Cũng như cái vì vậy mà vấn đề của họ thì cần được được giảm cân. Cho nên có thể tóm gọn lại một điều rằng bị béo phì không hẳn là bạn sẽ bị tiểu đường. Không hẳn là bạn sẽ bị béo phì, bạn sẽ bị trên 50% là bạn sẽ bị bệnh tiểu đường. Mà bệnh nhân bị tiểu đường thường có những cái dấu hiệu thừa cân khi họ dùng thuốc điều trị. Đấy. Khi mà chúng ta dùng thuốc thuốc điều trị thì chúng ta có thể bị thừa cân. Ok. Thậm chí là tiêm insulin có thể gặp những cái phản ứng phụ của thuốc. Nó giúp cho chúng ta tăng cân lên. Đấy. Như vậy thì việc tăng cân hay giảm cân thì chả liên quan gì đến vấn đề tiểu đường cả, đúng không? Vấn đề sai lầm thứ tư đó là cái vấn đề chúng ta ngưng sử dụng thuốc thì sẽ bị ngưng sử dụng thuốc tiểu đường đột ngột thì có bị làm sao hay không? Đấy, chúng ta sử dụng thuốc tiểu đường 3 năm, 5 năm, 7 năm rồi, đúng không? Nhưng mà bỗng dưng một ngày nào đó chúng ta đột ngột ngưng sử dụng thuốc thì có bị làm sao hay không? Câu trả lời là không bị làm sao cả. Nếu bạn ngưng thuốc tiểu đường một cách đột ngột thì điều này có thể tốt cho bạn nếu như bạn áp dụng tốt cái lối sống, bạn áp dụng tốt cái chế độ dinh dưỡng mà tôi chỉ ở phần tiếp theo sau đây, thì thuốc sẽ điều chỉnh đường huyết của bạn, đúng không? Nó sẽ điều chỉnh đường huyết của bạn và nó sẽ gây ra cho bạn mắc nhiều bệnh tác dụng phụ khác. Đấy, kể cả chúng ta tiêm insulin vào thì nó cũng mắc những cái tác dụng phụ khác, ví dụ như là tiếng chúng ta có thể éo éo. Từ một người nam mà chúng ta tiêm nhiều insulin, tiếng của chúng ta sẽ éo éo, chúng ta nói giống giọng nữ. Đấy, đó là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý về khi mà chúng ta chữa bệnh tiểu đường. Và ở trong cái phần 3 này tôi sẽ chỉ cho các bạn cách để chúng ta chữa bệnh tiểu đường một cách đơn giản, một cách tối ưu nhất, một cách dễ dàng nhất mà ai cũng có thể áp dụng được, ai cũng có thể làm được. Ok.